Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về cái cách kháng tài khoản NFT. Thì mình sẽ lấy một cái case mà mình đã mới vừa trải qua. Thì mình thấy cái case này cũng rất là hay và mình có thể làm ví dụ cho các bạn. Thì trong cái mục mà hướng dẫn kinh doanh trên NFT từ A đến Z á, thì mình có làm rất là nhiều video hướng dẫn cho các bạn là từ từ lúc đầu ban đầu là tạo tài khoản buyer tập 1, sau đó tập 2 là tạo tài khoản seller, đến tất cả các bước như là tìm trend, là mock up và cách đăng sản phẩm lên. Trong đó thì nó cũng có cái mục là cái mục mà kháng tài khoản NFT á. Thì mỗi lần mình làm một cái mình làm tên nền tảng NFT á, mình gặp cái case nào mình sẽ làm cái video về cái case đó, mình sẽ phân tích cái case đó, mình đưa lên cái kênh YouTube của mình cho các bạn xem. Hoặc là nếu mà mình vô tình mình trong bạn bè mình có cái case nào đó mà mình biết được, mình cũng sẽ làm một cái video để mình làm một ví dụ cho các bạn nắm bắt tình hình. Thì cái case này là một cái case cũng cái trường hợp của một cái bạn ở trong công ty mình. Thì như cái video trước á, mình có làm một cái video là kháng tài khoản SC. Ví dụ một là tài khoản SC mới mở kháng về thành công, có nghĩa là cái ví dụ ở ví dụ một á, là mình nói về một cái trường hợp là một cái bạn nữ trong công ty mình thì có nhờ mình chỉ cái cách mà tạo tài khoản. Thì trong cái video ví dụ một đó mình nói là về là cái cách mình đã nói cái trường hợp là cái bạn nữ đó, khi mà bạn cái khoản bạn bị đai á, thì cái cách mà bạn viết email như thế nào để mà bạn kháng về. Thì trong cái nội dung đó, trong cái nội dung email mà có video video một á, thì bạn có nói là bạn đó đã nói là bạn ấy cần tiền là tổ chức đám cưới, nên là bạn rất là mong chờ về việc mà cái tài khoản Excel có thể được mở lại trở lại để bạn kinh doanh đến cuối năm, bạn có cái tiền để mà bạn đám cưới với bạn trai đó. Bạn nói thì cái nội dung chính của cái video một là về vấn đề đó. Thì hôm nay á, mình làm một cái video thứ ba thì nó cũng liên quan tới bạn này. Thì cái lần này á, là cái tài khoản này là của bạn trai bạn đó. Thì do hai người chuẩn bị đám cưới cuối năm nay là chuẩn bị đám cưới, nên là một người thì tạo tài khoản, một người lấy thông tin của bạn gái để tạo tài khoản, còn một người thì lấy thông tin của bạn trai. Thì cái video một là nói về bạn gái rồi đúng không? Thì cái trường hợp mà video thứ ba này nè là một cái mình nói về bạn trai. Thì cái bạn trai đó, bạn lấy thông tin của bạn cộng với một cái thông tin là của mẹ bạn. Thì cái trường hợp mà thông tin của bạn đó, bạn trai á, thì hiện tại là kháng chưa có về, nhưng mà cái trường hợp mà bạn lấy thông tin của người mẹ bạn á, bạn tạo thêm một cái account á thứ ba, thì cái trường hợp đó là bạn hiện tại là bạn ấy đã kháng về. Thì bạn ấy đã kháng 4 lần, 4 5 lần gì đó liên tiếp, và tới lần thứ năm á thì cái tài khoản nó mới về. Và tại sao mà sẽ hôm nay làm một cái video này, mình sẽ giải thích là tại sao trong năm cái lần kháng đó thì bốn cái lần mà trước khi bạn nó gửi thì nó fail, mà tới lần thứ năm thì là kháng về thành công thì nó có lý do. Thì trong một cái video này mình sẽ tổng hợp tất cả các lần kháng của cái account mà của bạn trai lấy thông tin là của người mẹ tạo, và tại sao giải thích là tại sao bạn ấy đã kháng về thành công mà những cái lần trước mà bạn ấy gửi mail lại không được. Thì mình có lưu á, lưu cái file hình ảnh hình á, là mình chia thành lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6 nè, là mình là những cái trường hợp mà những cái lần mà gửi email á, mình chụp màn hình lại. Sau đó mình tổng hợp thành một cái hình chung, là cái hình tổng hợp các lần kháng email nè. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hình này để cho các bạn nhìn cho nó dễ, thay vì mình mở từng hình nó sẽ khó. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hình này để các bạn, mình sẽ phân tích từng email. Như trên màn hình mà các bạn thấy á, đây là 6 lần, nhưng mà tính ra là 6 lần bạn ấy đã tương tác email với cái bên NC. Thì mình đánh dấu theo thứ tự là lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6. Thì cái tài khoản này á, bạn ấy tạo từ tháng 3, ngày mấy chính xác ngày mấy tháng 3 là mình không nhớ, nhưng mà hiện tại bây giờ là ngày 20 tháng 5, là như vậy là nó cũng khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 5 là cũng 2 tháng rồi. Và trong vòng 2 tháng đó thì bạn ấy đã gửi, bạn ấy đã lên tài khoản seller là khoảng tháng 3, sau đó bạn từ lúc đó đến hiện nay nó cũng gần 2 tháng rồi, là gửi 6 lần. Thì bây giờ mình sẽ đọc email lần đầu để xem là bạn ấy gửi cái gì ha. Thì trước khi mà mình phân tích cái email mà lần thứ nhất á, thì mình cũng nói sơ về cái quá trình tạo tài khoản của các bạn này á, là bạn ấy sử dụng thông tin của người mẹ. Mẹ bạn ấy là sinh năm 1975 thì năm nay vẫn còn trẻ, là khoảng bốn mấy tuổi á. Còn sản phẩm đầu tiên bạn ấy đăng lên á, là sản phẩm handmade. Còn cái hình mà sản phẩm á, thì bạn thấy ở dưới là sẽ có cái hình sản phẩm nè,
là cái hình góc bên phải ở dưới nhỏ, thì nó hình này là sản phẩm handmade nhưng mà nó có thiết kế, nó có phần cái công đoạn là thiết kế là vẽ hình chữ ở trên cái tấm bảng bằng gỗ. Thì vậy thì sản phẩm này là sản phẩm handmade, nhưng mà sản phẩm handmade là mình lấy cái hình của người khác mình đăng lên thôi, chứ không phải là sản phẩm handmade do chính cái bạn ấy đã tạo. Như vậy á, theo cái bài mà mình đã làm về cái chính sách hàng handmade của EC á, nếu mình phân tích đúng ra cái bài 8 á, mình có nói về chính sách hàng handmade của EC, thì nếu mà đúng ra xét về mặt chính sách á, thì bạn này khi mà bạn đã đăng cái sản phẩm lên EC và bạn lên từ lúc mà bạn lên thẳng seller mà bạn đăng cái sản phẩm này á, thì đã gọi là đó là vi phạm chính sách về hàng handmade của EC rồi. Thì thực sự cái sản phẩm này bạn ấy không phải là người sản xuất, mà bạn cũng không có hợp tác với cái nhà production partner để mà tạo ra sản phẩm này, mà sản phẩm này thực ra là một sản phẩm, một cái hình ở trên mạng thôi. Nên là mình sẽ nói cho các bạn biết để cho các bạn biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của từng loại cái shop, từng loại tài khoản, mình biết cái khả năng nó kháng về. Thì đối với những trường hợp mà như bạn này á, thì cái tỷ lệ mà kháng về rất là khó, tại vì nếu mà nhìn thẳng bên trong á, là bạn ấy đã vi phạm chính sách rồi, tại vì cái sản phẩm mình đăng lên là không đúng. Nhưng mà ngược lại những cái việc như là khi bạn ấy tạo tài khoản buyer, tạo tài khoản seller, tài khoản buyer điền thông tin và này nọ, điền title thông tin, khai báo thông tin, thì bằng những cái trường hợp như là dùng laptop IP đều là sạch hết, có nghĩa là thông tin đúng chính chủ, IP là không có đụng. Chỉ có vấn đề là về sản phẩm là bạn ấy là không phải là sản phẩm của bạn ấy tự tự làm ra, tại vì SC nó quy định là khi mà bạn đang bán cái sản phẩm handmade á, bạn phải nằm là một cái người mà nằm trong cái quy trình sản xuất. Một là bạn là người tạo ra sản phẩm đó, hai là bạn là người đóng cái công giai đoạn nào đó trong cái công đoạn là thiết kế, gọi là designer, hoặc là bạn là người maker, là bạn tạo ra cái sản phẩm đó. Mà sản phẩm này mình lấy trên mạng thì mình đâu có nằm trong cái công đoạn đó đâu. Như vậy khẳng định một điều á, nếu mà SC mà nó khó mà nó xét, nó chỉ cần dò ra cái hình này thôi là nó biết là mình đã fail rồi, mình khai báo không thật rồi. Đó thì bạn mình sẽ biết là điểm mạnh của bạn là gì, điểm yếu là gì ha. Điểm mạnh là thông tin chính chủ, IP sạch. Điểm yếu là sản phẩm thật sự không phải là mình tạo ra. Vì đối với những trường hợp làm như bạn này á, thì cái tỷ lệ và kháng về nó sẽ, mình sẽ không nói trước được, coi là có thể về mà có thể không về. Như vậy muốn kháng về mình phải dùng một số chiêu, một số thủ thuật. Thì mình coi bài lần một, tại sao bạn ấy lại kháng không về ha. Thì lần một mình sẽ phân tích, thường thường mình khi mình kháng tài khoản thì mình sẽ vào cái trang của NC để mình trả lời những câu hỏi mà NC đặt ra. Thì bạn thấy nè, lần một thì bạn ấy trả lời ba cái câu hỏi của NC nè. Đầu tiên câu hỏi thứ nhất là tại sao bạn ấy muốn, bạn mà muốn kháng tài khoản NC, thì bạn ấy nói là tôi không có vi phạm chính sách. Rồi câu hỏi thứ hai là are there any action you taken to address your suspension nè. Thì bạn ấy nói là tôi không có vi phạm chính sách và làm ơn mở cái tài khoản của tôi giùm, cảm ơn. Thì bạn ấy rất là ngắn gọn đúng không? Mà bạn ấy khẳng định có một cái vấn đề được một chỗ là bạn ấy nói bạn ấy không vi phạm thôi, nhưng mà bạn ấy cũng rất là ngắn gọn mà cũng không có cái gì gọi là nổi bật đúng không? Rồi sau đó bạn ta là câu hỏi thứ ba là how will your business practice change, là bạn nếu mà cái việc kinh doanh của bạn có gì thay đổi không nếu mà bạn được mở lại tài khoản. Thì bạn ấy là tôi sẽ tuân thủ chính sách của NC. Thì ba cái câu hỏi này nè, thì mình thấy là ba câu hỏi này luôn lúc nào mình trả lời xu hướng các bạn sẽ trả lời giống như các bạn này, nên là không có gì là đặc biệt nổi trội trong cái mục này. Rồi mình sẽ tới câu hỏi thứ 4 rồi, hãy diễn đạt một cái lý do mà có thể giúp bạn là giảm nhẹ cái việc mà khóa tài khoản hay không. Bạn hãy nêu một cái lý do mà tôi nghĩ là gọi là có thể là giúp cho bạn giảm nhẹ cái việc khóa tài khoản này. Nghĩa là bạn có lý do ngoài những cái việc ở trên đó, thì bạn còn có lý do nào khác mà thấy hợp lý hay không? Ý cái câu thứ tư là gì? Thì bạn ấy ghi là I have followed on SC policy so I don't understand, nghĩa là bạn ấy vẫn tuân thủ chính sách mà bạn ấy không hiểu tại sao việc kinh doanh của tôi bị khóa, và tôi muốn là SC kiểm tra lại để mà mở lại tài khoản của tôi. Thì mình đọc cái nội dung của cái lần một á, của bạn ấy gửi thì nó hơi, tức là nó hơi hơi cứng nhắc, cái hơi là nó quá ngắn, nhất là cứng nhắc, hai là hơi ngắn, cái thứ ba á hình như là nó cũng không có cảm xúc, nó giống như là mình ghi cho có vậy. Nhưng là mình nói là tôi không vi phạm chính sách, tôi không vi phạm chính sách, rồi bạn mở thì hãy nhìn tôi đi,
tôi tuân thủ chính sách ESG. Thì nếu mà thật sự mình là người mà mình là một cái người mà check cái tài khoản cái cách kháng như vậy, thì có thể là mình cũng sẽ cho phép, tại vì mình đọc email vô mình không thấy có, mình không biết người đó làm đúng hay sai, nhưng mình đọc vô mình thấy nó không có cảm xúc. Vậy thì cái buổi đó mà mình vui vui thì mình có thể mình may mắn mình mở, còn mà mình buồn á, mình thấy bình thường, bữa đó mình buồn á, mà bữa đó làm việc nhiều quá, mình đọc cái email này mình sẽ cho phép này. Nhưng mà thì cái email này á sẽ thấy là, một á là bạn đã up sản phẩm là không đúng cái chính sách của Handmade rồi, mà bạn viết cái email khác lại vô hồn vô cảm xúc, và nó bạn cái email cái này nó không có khác gì những cái email mà của những cái bạn khác nó gửi email khác, nên là cái cách lần một là fail. Lần hai là gì? Thật sự cái lần hai cũng là lần một, thì sau khi bạn ấy kháng cái tài khoản này thì bạn ấy gửi một cái email, sẽ có một cái thằng nó xưng tôi tên thì tôi sẽ check tài khoản của bạn rồi rồi bạn làm ban đợi đúng không? Thì là bạn ấy nó sẵn gửi thẳng cái email bạn ghi cho các bạn đó luôn, đó là cái nội dung trong email á nó cũng không có gì mới, mà mình đọc qua bạn ấy nghĩ gì trong cái nội dung mà bạn lần hai thì bạn ấy gửi một cái email cho cái email qua email á, bạn gửi gửi email cho các bạn trong SC mà nói là tôi á, là tên là gì, tôi ở Việt Nam, tôi đã mở shop cách đây một vài ngày để bán sản phẩm handmade ở tỉnh Bến, cái là sản phẩm đó được làm ở tỉnh Bến Tre, và tôi có list một sản phẩm ngày hôm qua cái tài khoản của tôi nó bị khóa và không có cái nguyên nhân nào mà tôi không có làm chính sách, cho đó làm ơn trách lại và ly giúp, làm ơn giúp tôi mở lại shop, và tôi muốn làm việc tôi muốn kinh doanh đưa những sản phẩm hàng hàng mấy cái Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là tỉnh Bến Tre. Thì cái lần hai này bạn ấy gửi nó cũng đỡ hơn lần một, là bạn ấy cho biết là bạn ấy tên gì, cái hai là bạn ấy khẳng định là bạn ấy đã bán sản phẩm handmade và sản phẩm nó nguồn gốc từ đâu, và cái hay của bạn ấy biết được cái sản phẩm nguồn gốc từ Bến Tre, bạn ấy nói là bạn ấy list sản phẩm handmade, rồi bạn ấy nói đó là bạn ấy muốn được kinh đưa cái là sản phẩm của Việt Nam Bến Tre đưa ra ngoài thế giới, thì cái thông tin này cái bạn sẽ đỡ hơn cái thông tin email lần thứ nhất. Nhưng mà thật sự á, nếu mình thích sâu vô á, thì nó cũng không có chứng minh được là bạn là cái người nằm trong cái quy trình sản xuất của cái sản phẩm hai mét đó, nghĩa là bạn nói là cái bạn sản phẩm hai mét của bạn là ở Bến Tre, nhưng bạn không có chứng minh được bạn là người tạo ra cái sản phẩm hai mét đó, thì trong cái email này nó không có cơ sở. Tại vì chính sách của AC thì chính sách AC là bạn phải lấy sản phẩm hai mét và sản phẩm đó bạn phải là người nằm trong quy trình sản xuất đó, nhưng mà cái email này cái thông tin là không đủ, mình đọc là thấy không đủ, mình chỉ biết nó là nguồn gốc Bến Tre thôi, còn việc bạn có nằm trong cái quy trình sản xuất của sản phẩm đó hay không thì trong email này nó không có. Cộng với cái việc cái sản phẩm của bạn đưa lên đó, thật sự bạn đó là mình thông tin mình cung cấp giá trị thôi, nhưng mà thực chất cái bản chất của mình đó, bản chất cái sản phẩm bạn đăng lên là bạn biết là bạn đã vi phạm rồi đúng không, nên lần hai này nó cũng fail, nó không có cái gì mới và nó cũng không chứng minh được nguồn gốc là fail. Rồi lần 3 thì sau đó khoảng nửa tháng thì chắc chắn là SC nó sẽ trả lời thì bạn ấy kháng tiếp, SC trả lời là không được đúng không, thì bạn ấy sẽ kháng tiếp lần thứ ba. Lần thứ ba thì bạn ấy cũng trả lời lại, bây giờ mình sẽ so sánh cái lần thứ ba với lần thứ nhất có nó khác nhau gì không nè. Lần thứ ba bạn ấy trả lời tôi đã giải quyết tất cả các vấn đề và tôi không có làm chính sách. Còn ở lần thứ nhất các bạn ấy cho nói bạn ấy không giải quyết, bạn ấy cho nói là bạn ấy không làm chính sách thôi, mà bạn ấy khẳng định là bạn ấy không có bất kỳ vấn đề gì. Còn cái lần thứ ba thì bạn ấy đã giải quyết được vấn đề rồi mà ấy không có làm chính sách, thì cái câu thứ nhất nó đỡ hơn chút. Tiếp tục câu thứ hai bạn ấy nó nói là nó hỏi là có hành động gì để mà giải quyết vấn đề này không, bạn ấy là không, tôi không có hành động gì hết vì tôi không vi phạm chính sách và tôi đã bắt đầu mở một cái shop đăng ký cách đây khoảng 1 tháng với một sản phẩm 2 mét và đã trả phí rồi. À lần này bạn ấy đỡ hơn là bạn ấy nói bạn đã trả phí rồi và sau khi 1 ngày trả phí thì tài khoản nó bị khóa, thì đây thì mà thấy cái lần ba mà sau từng lần thì bạn ấy đã cải thiện cái cách mà viết mail không, các bạn ấy đã nói là bạn ấy trả phí rồi, bạn ấy nói là bạn ấy đã giải quyết tất cả vấn đề, những cái này là lần thứ nhất bạn ấy không có ghi. Rồi sau đó câu hỏi tiếp tiếp là bạn ấy nói là
giờ kinh nó hỏi là how will your business practice change if you again rent account asset, là bạn có hành động bạn có thay đổi gì không nếu mà tôi mở tài khoản các bạn lại, thì bạn ấy nói là I will continue, bạn ấy sẽ tiếp tục phát triển cái mà cái store đó và tuân thủ theo chính sách của SC. Thì câu này cũng không có gì mới so với những cái lần hai ba lần ba, thì câu này thì coi như là mình thấy bình thường. Sau đó nó hỏi là mày có lý do gì đó để mà giúp mày giảm nhẹ cái hình phạt này không, thì nó là tôi muốn kinh doanh lên SC để kiếm tiền earn extra money nè, không tôi support my family. À vậy thì lần này bạn đáp ấy, bạn ấy bước đầu bạn ấy chim được những cái câu như là my family nè, tôi muốn kiếm thêm tiền không phải là để phục vụ cho tôi mà tôi phục vụ cho gia đình. Tôi kiếm thêm tiền tôi của gia đình và tôi muốn mang cái sản phẩm mà thủ công của hàng Việt Nam ra trường quốc tế. Tôi muốn xây dựng I want to build a healthy store, là một cái cửa hàng nó thật sự là khỏe mạnh và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng SC. Vậy thì mình thấy là cái lần thứ ba này bạn thấy tôi lại cũng đỡ hơn. Bạn ấy có nói là tôi muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Nên là ngoài cái việc mà mình tuân thủ chính sách của SC thì bạn ấy nó còn có một cái vấn đề gì để mà có thể lý do để giảm nhẹ là gia đình đúng không? My family, là tôi muốn phát triển nền 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 thủ công hàng mỹ nghệ Việt Nam ra trường quốc tế, thì bắt đầu mới chạm vào cái vấn đề về gia đình và cảm xúc, nhưng mà nó vẫn chưa có đủ, nó hơi chung chung. Ai mà không có gia đình, có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta khi mà kinh doanh trên tảng ESC thì mỗi người chúng ta đều có gia đình hết, ai có gia đình hết, ai cũng muốn kiếm tiền, thì nên là nó cũng phải là chưa phải là tình tiết mà để giảm nhẹ đúng không. Nếu mình ra tòa án thì mình nêu là tôi phạm pháp thì tôi muốn giúp đỡ gia đình, thì ông tòa ông có gọi là ông có giảm nhẹ hình phạt cho mình hay không, chắc chắn là không. Mặc dù nó cũng hơi được được một chút á, mày cũng lo cho gia đình, nhưng mà ai mà không có gia đình đúng không, chưa đến mức nào để mà mở kháng cái này rồi. Nhưng mà bù lại mình không thấy cái dự điểm tích cực trong cái lần ba này là bạn ấy đã bắt đầu, bạn ấy nên là bạn ấy những cái vấn đề, nếu mà bạn ấy đã giải quyết tất cả các vấn đề và trả phí hết rồi đó. Vậy thì cái một cái điểm yếu trong cái lần ba này á là bạn ấy vẫn chưa có chưa nó nhấn mạnh về vấn đề mà kiếm tiền mình cụ thể chi tiết ngoài gia đình đó là cái giải quyết vấn đề gì, để mà giờ mình trả lời câu hỏi cuối cùng, hỏi thứ tư mà bạn ấy cũng chưa có chứng minh được là cái hàng hóa bạn ấy sản xuất là hàng hay mắc. Cái điểm yếu của cái tài khoản là không là cái sản phẩm này bạn thấy không phải là cái người làm ra. Vì đó là cái lần ba vì tiếp tục fail. Sau khi fail bạn ấy lại gửi một cái email tiếp cho cái ông đó, thì mỗi một lần bạn kháng tin hệ thống bạn sau đó bạn này đều gửi email đó. Đó. Thì trong cái lần ba bạn ấy attach cái file cái chứng minh nhân dân và cái hình sản phẩm lần tư á, chứng minh nhân dân hình sản phẩm, mà trong cái lần đầu hình như bạn ấy gửi là bạn ấy không, lần hai bạn ấy gửi bạn ấy không có attach. Thì trong cái email này bạn ấy ghi là tôi nghĩ là I think that there is a mistake here, I do nothing. Bạn ấy tiếp tục khẳng định là chắc là mày đã có bị lỗi gì rồi, tôi nghĩ là tao không có vi phạm gì hết, hãy mở cái cửa hàng cho tao từ tháng 3 tới bây giờ, và nó bị suspend một ngày sau khi mà tôi mở và tôi không biết I don't know tại sao why. Yêu cầu kiểm tra tới lại và tôi I need this work, tôi cần cái công việc này để có một cuộc sống tốt hơn cho gia đình của tôi, và tôi gửi lại cho bạn cái ID và cái hình ảnh về sản phẩm của tôi trong email. À những cái lần mà tôi nè, mặc dù bạn cũng gửi lại trong email sau lần 3, thì bạn ấy mà nó có điểm khá hơn lần 3, lần tư nó có điểm khá hơn lần 3 là bạn ấy đã nhấn mạnh, tiếp tục nhấn mạnh cái vai trò là muốn có cuộc sống tốt hơn, gia đình my family, kiểu bạn ăn vạ, đó là bạn ấy ăn vạ sau đó. Nhưng mà bạn ấy có một cái điểm hay chỗ này là bạn ấy đã bắt đầu bạn ấy gửi lại cái ID, cái chứng minh nhân dân và hình ảnh sản phẩm, nghĩa là bắt đầu mà muốn chứng minh là sản phẩm này là sản phẩm hay mắc rồi nè, bạn ấy đã bắt đầu bạn ấy gửi ID, nghĩa là mình muốn chứng minh mình là người chính chủ của tài khoản đó đúng không. Rồi sau đó bạn ấy gửi hình ảnh sản phẩm là bạn ấy muốn chứng minh là mình là một người nằm trong cái quy trình sản xuất của sản phẩm đó, cái sản phẩm này là sản phẩm Hamac. À các bạn ấy muốn chứng minh cái việc đó. Thì lần tư này là lần tư bắt đầu nó khá hơn rồi đó. Nhưng mà người gửi hình ảnh sản phẩm không thì có đủ không? Nếu mà tốt hơn, nếu bạn có một cái
giấy tờ hay là một cái hình ảnh nào mà cho bạn thấy là bạn nằm trong cái quy trình sản xuất đó là sẽ tốt hơn. Tại vì cái thật sự cái hình ảnh này là mình lấy từ trên mạng nên là cũng chưa có đủ là đủ cái bằng chứng nó là nó tốt để mình mở. Nhưng mà mình thấy qua từng lần bạn ấy gửi thì bạn ấy bắt đầu bạn ấy cải thiện cái cách viết. Mỗi một lần vừa gửi đều là một cái lần thông tin nó từ từ nó cải thiện và nó khác. Nhưng mà nó chưa đủ để bắt. Nó tiếp tục fail. Sau đó tới lần thứ năm thì bạn ấy kể á là khi mà bạn ấy gửi email nhiều lần quá rồi nó bị fail quá. Là cùng một là từ lần thứ nhất cái lần thứ tư á thì do cái bạn trai nó gửi thì con trai nó nhiều khi nó gửi nhanh, nó làm biếng gửi nhanh mà nó không có cảm xúc. Thì bạn lần thứ năm này á bạn mới nhờ bạn gái, nhờ nhỏ bạn gái, nhỏ bạn gái mới em ơi bạn ấy là em ơi sợ bạn cái email rồi em gửi cho anh rồi anh sợ mấy lần rồi nó fail quá mà lần nào cũng fail thì giờ đổi tay em gửi, em sợ em gửi nó có về hay không. Thì tại vì hôm bữa là mình có nói cái video là video mà kháng tự kháng SC ví dụ một á, tự kháng mở sau kháng về thành công á, là cái mình nói cái ví dụ này là cái ví dụ là của cái tài khoản mà của bạn gái, thì cái bạn đó bạn tự biết bạn kháng về thành công luôn. Nên mà thấy cái bạn trai này á, thấy bạn gái lần đầu kháng về thành công là nghĩ là chắc bạn gái này nó cũng có cái gì hay hay nên là nó biết về thành công, nên là lần thứ năm này bạn ấy đã đưa cái nội dung này cho bạn gái viết luôn. Thì bây giờ mình sẽ coi cái lần thứ năm này bạn gái đó đó bạn nó viết cái gì mà cái người bạn trai nó bốn lần rồi nó viết chứ không thành công. Rồi rồi phân tích tiếp. Hay lần thứ năm này á bạn gái nói là câu đầu tiên á bạn gái khẳng định là tôi không có bằng chính sách. Vậy thì câu bằng lần thứ năm này á bạn gái viết y chang cái câu mà của bạn trai luôn, không có gì khác. Thì cái việc này là ai mà không như vậy. Câu hỏi thứ hai bạn gái nói là không, tôi không có, tôi đã trả hết tiền rồi, tôi đã trả hết tiền thiếu bay lên bill trên cửa hàng xe rồi, tôi chỉ có một sản phẩm thôi, tôi không có hành động làm vi phạm sách của bạn. Rồi ok luôn, vậy không có gì thay đổi đúng không. Rồi câu hỏi thứ ba bạn gái nói là how will your business practice change, là bạn có hành động thay đổi gì không nếu mà tài sản được bạn được mở lại. Thì bạn gái nói là tôi có I get my account a setback, I will start my business as soon as possible. Nó là nếu mà tài khoản của tôi á được mở lại thì tôi sẽ bắt đầu cái việc kinh doanh của tôi ngay tức khắc và tôi sẽ tuân thủ đây chính sách của SC, những cái điều khoản của SC mà để mà xây mà dựng một cái tài khoản nó khỏe mạnh. Thì câu hỏi trả lời thứ ba này cũng khá thôi chứ chưa là tốt lắm, nghĩa là nó thể hiện việc tích cực. Còn nếu mà được mở lại là mình sẽ bắt đầu theo chính sách mà làm một cái tài khoản nó khỏe mạnh thôi, thì nó cũng hơi chung chung, nó cũng không có chưa ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng câu thứ tư nè, thì nó hỏi là bây giờ mày bạn gái hỏi là bạn gái đó là giờ mày có cái tình tiết nào mà giảm nhẹ để mà giúp cái tài khoản mày được mở hay không. Nghĩa là khi bạn ra tòa, ví dụ như ông tòa ông nói giờ là cái án của bạn là 5 năm mà bây giờ bạn hãy đứng lên phát biểu và cho tôi biết là bây giờ bạn có cái tình tiết đó, giờ bạn có tình tiết gì mà bạn giúp người hay là bạn làm gì mà để mà tôi giảm án mình xuống không. Thì mình đọc cái nội dung của bạn gái bạn ghi cái gì. Bạn gái bạn nói là này, câu bạn gái bạn nói là tôi có một người số người người, người anh em người bạn là tôi có một số người bạn qua những người bạn đó tôi biết á thì Alan là tôi học là SC á là một cái platform và sản platform nâng SC lên, nên là SC là một cái nền tảng làm việc rất là tiềm năng cho tất cả mọi người. Và cái người mà muốn I want to do BOD business like me, cái là bạn ấy nói một cái câu là hoàn toàn khác cái bạn trai lúc trước, và bạn ấy nói là nó hơi cái kiểu mà hơi cá nhân, cái kiểu ghi hơi cá nhân và cảm xúc một tiếng. Kể là một câu chuyện là bạn ấy có một số người bạn và qua là những người bạn đó thì bạn ấy biết là SC là một cái nền tảng kinh doanh rất là tiềm năng cho tất cả mọi người trên thế giới, và những người muốn kinh doanh cái công việc BOD trên cái nền tảng đó. Thì cái câu này mà cũng hơi bất ngờ, tại vì bạn ấy đang bán sản phẩm, đang đặt cái vấn đề là bán sản phẩm hàng 2 mét, nhưng bạn ấy ghi thẳng vô đây luôn là bạn ấy muốn kinh doanh BOD và bạn ấy biết là cái SC nó qua một số người bạn. Mặc dù nó hơi bất ngờ một chút nhưng mà có thể là nó tạo một cái gì đó hơi ngạc nhiên khi mình đọc cái nội dung này, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Mình đọc cái câu kế tiếp là tôi hy vọng I hope ASC nè sẽ give me this opportunity,
có nghĩa là đề các đầu đề cao AC nên nó một cái hơn tiềm năng, và hy vọng là AC nó sẽ cho bạn ấy một cái cơ hội this opportunity, nghĩa là khao khát, thể hiện cái sự khao khát có một cái cơ hội đúng không? So I can earn extra income, là để mà tôi có thể kiếm một cái số tiền nào đó to support my family and treat my sister unit nè, để mà giúp cái gia đình của tôi và có thể hỗ trợ và giúp cho cái người chị gái của tôi đang bị bệnh đó. Thì nghe cái câu này là có thể bạn ấy đánh vào cái cảm xúc mà nâng nó lên và platform tiềm năng, sau đó nói là tôi muốn hy vọng thôi chứ không phải muốn nữa, hy vọng nào một cái hy vọng mong manh nào đó mà em sẽ cho tôi một cơ hội để tôi kiếm cái tiền mà tôi giúp mày gia đình tôi mà giúp người chị gái tôi đang bị bệnh. Thì nó nghĩa là đánh vào cái cảm xúc của cái người review cái tài khoản này, có thể là ông quan tò này. Và ngay khi bạn đó ghi lần thứ năm này nè, thì bạn ấy đã gửi một email trực tiếp luôn lần thứ sáu, ngay tức khắc lần thứ sáu bạn ấy cũng quyết y chang vậy, là cảm ơn rất nhiều cho việc trả lời câu hỏi của tôi, và tôi đã tài khoản tôi đã bị spend mistake, đã bị tài khoản của tôi đã bị khóa, và nó có thể là bị do bị lỗi nằm ở đó mà tôi không có phản xét của bạn, và tôi hy vọng là SC sẽ review lại tài khoản này và tôi có thể trở lại làm một người seller cho SC. Và quan trọng hơn nữa, more important, cái câu cuối cùng mới quan trọng là more important, là tôi có thể kiếm thêm tiền và giúp người chị gái của tôi đang bị bệnh. Vậy thì lần thứ sáu nó y chang lần thứ năm thôi, nhưng mà nó sẽ biết một cái cách là hơi chọn mình cho nó khác khác một chút, nhưng mà cái nội dung chính nó vẫn là giúp, muốn giúp cho gia đình và giúp cho người bạn gái chị gái của mình đang bị bệnh. Như vậy thì á, mà sau khi mà phân tích sáu cái lần mà gửi email này thì mình thấy là khi mà mình gửi cái tài khoản mà kháng email thành SC á, kháng một cái tài khoản SC á, thì cái khả năng mà kháng về thành công á thì nó còn tùy thuộc vào cái cách bạn viết email, nó sẽ tùy thuộc vào cái cách bạn viết email. Thứ nhất là nó thuộc vào cái cách bạn viết email. Cái thứ nhất là nó sẽ thuộc thuộc vào cái bạn có tuân thủ cái chính sách của SC không. Thì tùy vào cái từng tài khoản, có những cái tài khoản nó tuân thủ chính sách 100%, nhưng thật sự nó bán sản phẩm 200%, nó nằm trong quy trình sản xuất luôn mà nó là chính chủ luôn, thì những cái tài khoản nó sẽ kháng về thành công 100% hoặc là 99%, ý là tài khoản nó sẽ kháng về cao. Còn đối với một số tài khoản như tài khoản này á, thông tin là chính chủ, không vi phạm chính sách, điền đúng thông tin IP địa chỉ, không có bị trùng, chỉ có một vấn đề có điểm yếu của tài khoản này là cái sản phẩm handmade bạn ấy đưa lên, bạn ấy chưa có chứng minh được là bạn ấy là người tạo ra sản phẩm đó, mà thực chất cái hình của sản phẩm bạn ấy cũng mới tin mạng luôn. Như vậy nó có điểm yếu. Trường hợp này khi mà tài khoản bạn có điểm yếu, có nghĩa là bạn biết nó có thể kháng không về do nó có điểm yếu, thì bạn sẽ tận dụng cái cách mà bạn viết email á, lấy từ cái bài kháng của cái ví dụ của trường hợp thứ ba này nè. Bạn thấy là mỗi lần bạn viết email đều có một cái gì mới, và bạn ngay và bạn phải chú trọng cái câu hỏi, mà câu hỏi cuối là những cái tình tiết mà giúp bạn, những thứ có thể mà giúp bạn giảm nhẹ để mở lại tài khoản, thì bạn nên viết làm sao mà có thể là đánh vào cái cảm xúc của cái người review á. Tại vì ba câu hỏi trên thì mình thấy là cái là đều giống giống nhau hết, thì cái cuối cùng là bạn có tình tiết giảm nhẹ hay không thì bạn suy nghĩ thật kỹ cái câu hỏi đó mà viết như thế nào để người ta đọc, người ta có cảm xúc. Kèm qua những cái lần mà những cái lần bất kể những cái lần nào bạn có cơ hội bạn gửi email bạn khác, thì bạn có cái gì hay thì bạn nên ghi vào. Ví dụ như bạn gửi lại hình ảnh sản phẩm, hay là bạn như lần thứ tư mà gửi lại hình ảnh sản phẩm, gửi lại chứng minh nhân dân để cho cái người review nó đọc, thì khi nhiều khi nó đọc nhiều lần vậy nó thấy là bạn đã cung cấp đầy đủ hết thông tin rồi, cộng thêm cái việc mà bạn nghe cái chỗ mà tình tiết giảm nhẹ nó hơi cảm xúc, nên là dẫn đến là cái khả năng nó về lần này mà thành công thì cái này nó một chút là do may mắn, một chút là do may mắn không, nhưng mà nó có một cái hay á là kiên trì. Bạn mà lần theo lần thứ hai lần thứ ba bạn bỏ mất tiêu rồi, vậy cái hai là kiên trì, cái thứ ba á là khi mà viết email nên viết cái email có cảm xúc. Tại vì cái email lần thứ năm lần thứ sáu là do con gái nó viết, mà thường con gái nó sẽ có cảm xúc hơn, nên nó viết email nhìn đọc nó rất là vô rất là có cảm xúc, nên là cái người review có thể là họ vui, lúc đó họ vui, họ cảm động, họ đọc, họ cho nó về luôn. Và những cái lần mà
lần hai, lần tư, lần học hai ba bốn là do người nam họ viết nó hơi hơi cứng, nó khó về. Thì bạn chú ý ba cái vấn đề đó: một là bạn có cơ hội mà cung cấp thông tin, phải cung cấp thông tin thật chuẩn, và viết email có cảm xúc đó. Rồi thứ ba là phải kiên nhẫn, nhất là kiên nhẫn. Thứ hai là cung cấp đầy đủ thông tin. Cái thứ ba là viết thật có cảm xúc. Nếu mà đàm phán bạn có điểm yếu thì sử dụng cái việc đó. Và cái câu hỏi cuối cùng là cái câu hỏi mà rất là quan trọng, là những cái tình tiết giảm nhẹ thì cố gắng là suy nghĩ. Nhưng mà bạn không không nên là copy những cái nội dung email mình nói ở đây để mà mình về bạn làm cái trang, vậy là không được nha. Có nghĩa là những mình sẽ biết cái phương pháp đó, sau đó mình về mình soạn lại cho nó khác đi, và mình suy nghĩ làm sao theo cái cách của mình đó, chứ không phải là bạn copy cái cách của mình vô mà y chang cái cách của bạn. Nghĩa là bạn cũng nghĩ là bạn gái tôi bị bệnh hay là vậy, thì chừng 10 người mà gửi mà giống email vậy thì thằng nào bệnh nó cũng cho theo hết đó. Thì hy vọng đây sẽ là một cái trường hợp ví dụ để các bạn tham khảo. Thì trong cái video tiếp mình đó, cái bài kháng một á, ví dụ một á là của người bạn gái đó. Cái video này là video ví dụ 3, thì mình sẽ up lên sau khi mà hoàn thành cái video này, thì là của người bạn trai. Hy vọng các bạn sẽ xem lại cái ví dụ 1, ví dụ 3 để mình thấy cái sự tương quan của cái người bạn gái khi mà bạn soạn email kháng. Cảm ơn các bạn đã xem.